từ chi đoàn 10G1 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Thưa cô và các bạn, chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với cụm từ virus corona, tác nhân gây hàng nghìn các ca tử vong trên thế giới. Tính đến buổi sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020, đã có 181.377 ca nhiễm bệnh, 7.199 ca tử vong và 78.065 ca phục hồi. Dịch COVID-19 không lây lan qua vi động vật như SARS hoặc MERS mà chúng lây lan qua giọt bắn của những người nhiễm bệnh. Chúng lây lan rất nhanh và lây lan trên diện rộng. Chúng em sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất về loại virus này cho mọi người. Cô có thể cho chúng em biết trước tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường đã có những biện pháp gì để chúng ta đẩy lùi dịch bệnh ạ? Rồi, để đảm bảo cho một cái môi trường dạy học an toàn cho các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đến trường trong cái tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 rất là phức tạp, thì các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ các thầy cô giáo trong hội đồng giáo dục nhà trường rất là quan tâm đến cái công tác đảm bảo vệ sinh. Nên nhà trường đã tiến hành cho phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các cái khuôn viên trường học và các cái phòng học, đồng thời các em học sinh các lớp kết hợp với các thầy cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo trong ban chấp hành đoàn trường, các thầy cô giáo trong công đoàn nhà trường đã liên tục làm cái công tác là vệ sinh sát khuẩn phòng học, các lớp cũng như là các cái văn phòng, từ phòng bảo vệ cho đến phòng quản sinh, phòng chờ giáo viên đều được trang bị các cái dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, vệ sinh phòng học hàng ngày. Nhà trường tăng cường cái công tác tuyên truyền đến các em học sinh thì có nhận thức đúng đắn về cái mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, để mà tất cả các em học sinh cũng như là các thầy giáo cô giáo trong nhà trường cùng chung tay chống lại cái dịch bệnh COVID-19, và trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ chúng ta quyết tâm là chiến thắng đại dịch COVID-19. Dịch bệnh nên học sinh được nghỉ học lâu, làm gián đoạn thời gian đi học vừa qua. Bạn đã làm gì trong thời gian đó để nghỉ vừa phòng tránh dịch hiệu quả mà vẫn cập nhật? Mình hay thường xuyên vào nhóm lớp để nhận nhiệm vụ của các bộ môn, và mình đã khám phá rất nhiều bộ cuốn sách hay, và mình thường xuyên chơi thể thao. Do dịch bệnh nên học sinh được nghỉ học lâu, làm gián đoạn thời gian đi học vừa qua. Bạn đã làm gì trong thời gian đó để nghỉ vừa phòng tránh dịch hiệu quả mà vẫn cập nhật được kiến thức thường xuyên? Trong thời gian nghỉ thì mình có lên mạng theo bài giảng của thầy cô ở trên mạng. Ngoài ra mình cũng vào nhóm lớp để trao đổi thông tin và bài tập các bạn, để nếu mà những bài nào không làm được thì là học các bạn đấy. Ngoài ra mình trong thời gian nghỉ thì mình cũng xem một số bộ phim ở tiếng Anh hoặc là nghe những bài hát ở tiếng Anh để trao đổi thông tin. Do dịch bệnh nên học sinh được nghỉ học lâu, làm gián đoạn thời gian đi học vừa qua. Bạn đã làm gì trong thời gian đó để nghỉ vừa phòng tránh dịch hiệu quả mà vẫn cập nhật được kiến thức thường xuyên? Thì thường học online thường xuyên khoảng tầm 2 tiếng, và những kiến thức nào mình cảm thấy không nhớ thì mình sẽ lên mạng để kiểm tra lại. Em mong muốn nhà trường có thể tổ chức thêm một số hoạt động để biết thêm về giờ dịch bệnh. Chỉ là 10 giờ 1 tiếng đồng chung tay.